giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số 1 Tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 Thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 Quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu Trung tâm dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm 13 Các vị bằng hữu, xin chào mọi người buổi chiều tốt lành Ngày hôm qua chúng ta đã bàn đến Một luân ở trong ngũ luân là Phu phụ, luân về phu phụ này Giờ thời xưa thì rất được xem trọng Chúng ta từ lễ nghĩa của ngày xưa mà xem Nghiêm túc, trang trọng nhất Long trọng nhất Không gì hơn lễ nghĩa của việc kết hôn cũng bởi vì nó vô cùng long trọng Cho nên đại biểu cho sự việc Quan trọng nhất Của đời người Hương nhân có thể hạnh phúc Gia tộc hòa thuận Việc giáo dục thế hệ sau cùng Cũng có thể được thành tựu Vì vậy mối quan hệ vợ chồng Vô cùng quan trọng Lễ kết hôn vào thời xưa Cha mẹ hai bên Trước ngày con cái kết hôn ba ngày đều không tắt đèn ba ngày đó ân cần tận tâm dạy bảo con cái của chính mình vì sao làm thế nào để làm một người chồng tốt vì sao làm người cha tốt như thế nào vì sao làm như thế nào để gánh vác trách nhiệm của gia đình đối diện với con gái mình thì cũng khuyên bảo nhắc nhở con gái làm thế nào để làm tốt vai trò một người vợ làm thế nào để làm tốt vai trò một nàng dâu làm một người mẹ tốt thì như thế nào cho nên ngày xưa đều có ba ngày không tắt đèn chúng ta có thể nhìn ra được tầm quan trọng của hôn nhân tin là tuyệt đối không phải do ba ngày đó làm việc theo kiểu nước đến chân rồi mới nhảy quan trọng nhất nhất định là từ nhỏ đến lớn cha mẹ phải biểu diễn việc vợ chồng hòa thuận cho con cái xem vả lại ở trong rất nhiều cơ hội cha mẹ phải tận dụng để dạy bảo con cái nên đối đãi như thế nào với người bạn đời đối đãi như thế nào với người khác phái bởi vì việc mưa dầm thấm lâu lại thêm vào việc ân cần dặn dò trước khi kết hôn cho nên con cái đối với việc làm một người chồng là một người vợ những chức trách này, những bổn phận này thì sẽ vô cùng rõ ràng. Không đến nỗi lờ mờ lẫn lộn. Mà hiện tại thanh niên nam nữ chúng ta có thể là đều chưa chuẩn bị tốt cho việc là một người vợ tốt như thế nào hay là một người chồng tốt như thế nào, đều chưa chuẩn bị tốt, cũng không nghĩ đến việc phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Kết quả là như thế nào? Có thể là khi bước vào giai đoạn đó rồi, trong khi tâm lý lại chưa được chuẩn bị cho tốt không những chưa có chuẩn bị cho tốt mà bản thân lại còn có rất nhiều cách nghĩ không đúng vào lúc này thì những bậc trưởng bối có khuyên bảo họ hay không có kịp thời đến vậy bảo họ hay không hiện nay có rất nhiều bậc trưởng bối sau khi con của mình kết hôn rồi có một số tình huống không mấy tốt cho lắm nhưng họ cũng không để tâm đến lại còn nói một câu ồ oh, thanh đi bây giờ có cách nghĩ của riêng chúng tôi mỗi lần nghe thấy câu nói này thì đều rất lo nuôi không dạy lỗi của cha không chỉ không có dạy con cái cho tốt mà hiện tại đối với hôn nhân của chúng cũng bỏ mặt không lo như vậy có thể không chỉ là không dạy tốt con cái mà ngay cả cháu ngay cả những đời sau nữa cũng không dạy cho tốt vì thế Những việc chung sống với người khác này Những thái độ đối với người khác phái này Rất quan trọng Với cuộc đời của chúng Mà chúng ta là bậc làm cha mẹ thầy cô Có thể là trước khi Chúng được 20 tuổi Đã không chỉ bảo chúng về các phương diện này Không dạy bảo cho chúng Mà ngày xưa Chúng ta xem hai chữ phu phụ này Kỳ thực thì đã đem việc làm chồng như thế nào làm vợ như thế nào dung hòa vào trong hai chữ phu phụ này cho nên người xưa bất luận là văn tự hay là nghệ thuật hoặc là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thì đều dung hợp ý nghĩa giáo hóa vào bên trong đó chúng ta xem chữ phu này trong chữ phu này có chứa ý nghĩa một chữ phù có ý nghĩa là nâng đỡ cho nên làm chồng thì phải phụ trợ cho sinh kế của một gia đình làm chồng người ta thì phải có ân nghĩa tình nghĩa và cả đạo nghĩa người làm chồng thì phải hiếu thuận cha mẹ cho nên phải tận hết ân nghĩa có câu nói phu nghĩa phụ đức làm chồng người ta duy trì một gia đình thì trước phải báo ân biểu diễn ra một tấm gương tốt biểu diễn hiếu đạo để cho con cái đời sau xem thấy là tận một phần ân nghĩa còn đối với người vợ phải có thể khiến cho cuộc sống của vợ được an định để cho cuộc sống của người vợ này được ổn định yên ổn cho nên có tình nghĩa làm chồng của người khác cũng phải có đạo nghĩa đạo nghĩa gì vậy đó là dạy dỗ cho tốt thế hệ con cái như vậy thì mới không có lỗi với cha mẹ tổ tiên của chính mình như vậy mới có thể không có lỗi với người vợ như vậy mới không có lỗi với xã hội cho nên người làm chồng phải biết đảm đương trách nhiệm phải có thể tận báo ân nghĩa có thể tận báo tình nghĩa tận báo đạo nghĩa cần chữ phụ thì có hàm chứa ý nghĩa phụ trách ở bên trong vì vậy chức trách quan trọng nhất của người làm vợ là giúp chồng dạy con để duy trì cho được một cuộc sống gia đình an ổn phần trách nhiệm này người vợ phải tận tâm tận lự làm cho được mà một người chồng ở trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp khó tránh khỏi có lúc thăng trầm giờ lúc này người vợ bà có đức hạnh người vợ có thể kịp thời đưa ra lời khuyên cho họ đưa ra khuyến cáo với họ họ có thể sẽ không phạm phải những lỗi lầm không gì bù đắp nổi cho nên phải tương trợ với chồng sao lại đến vậy con phải dạy dỗ cho tốt con cái cái nên vợ chồng thì phải làm tấm gương tốt biểu diễn hiếu đạo biểu diễn ra việc vợ chồng hòa hợp chung sống cho con cái xem đây là vậy con con người ngày xưa đặc biệt xem trọng đức hạnh người phụ nữ gọi là phụ nữ tứ đức là chỉ công dung ngôn hạnh là chỉ bốn cái đức tính của phụ nữ Điều thứ nhất là đức hạnh Chính là người phụ nữ Có đặc tính riêng là Hiền lành Đức hạnh Trong lòng rất đôn hậu Đây chính là đức hạnh của người phụ nữ Mà cái đức hạnh này Trong vô hình trung sẽ âm thầm Ảnh hưởng đến thế hệ sau Của bạn Tôi đã từng khi Còn rất nhỏ Đã thấy qua mẹ tôi có một đức tính đã ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Ngày hôm đó tôi với mẹ và cả chị nữa cùng nhau đi về bà ngoại trong quá trình trở về đó, người tài xế lái xe có lẽ kỹ thuật lái chưa tốt lắm nên khi lái xe đã để cho một bánh xe lọt xuống cống nước. Sau đó tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo lên được. Kết quả là do da đập lướt kẹt bánh xe Cho nên đã khiến cho ống hơi bị lung lai Thế là đoạn đường sau đó khi xe chạy Thì ống hơi phía sau bắt đầu rung lắc Cứ kêu lên lọc cọc Nhưng cứ thế mà chạy về đến nơi Khi xuống xe thì mẹ tôi trả tiền xe cho bác tài xế Sau khi trả tiền xe xong Mẹ lấy thêm một số tiền nữa và lúc đó thì tôi khoảng 5-6 tuổi gì đó Mẹ đã lấy thêm một khoản tiền là 100 đồng Để đưa thêm cho bác tài xế Khi mẹ tôi thực hiện động tác đó xong Thì trong mắt tôi liền hiện lên mấy dòng chữ Những dòng chữ đó là Bởi vì mẹ cảm thấy Người lao động Vô cùng vất vả Kiếm tiền thật là không dễ dàng hôm nay người tài xế còn phải tốn thêm tiền sửa chữa có thể là tiền sinh hoạt phí tháng này sẽ bị ảnh hưởng vợ con của ông có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi vì gia đình tôi lúc đó cũng có thể xem là có dư giả và mẹ tôi đã đưa thêm một món tiền cho bác tài xế lái xe không tốt không phải là trách nhiệm của chúng tôi nhưng mà mẹ tôi đã nghĩ đến những khó khăn đó của bác tài nên đã đưa thêm cho bác như là việc giúp Chi phí sửa chữa Vì tôi đã cảm nhận được cái tâm này của mẹ tôi Cho nên trong lòng tôi rất là cảm động Đã trưởng dưỡng được tâm nhân hậu cho chúng tôi Cho nên khi mẹ tôi cũng thường hay nói Chị em các con thật là người quá tốt Đây là người rất tốt Việc gì cũng nghĩ thay cho người khác tôi thì nói với mẹ của tôi kỳ thực mẹ cũng là một người quá tốt sau khi tôi theo đuổi sự nghiệp giáo dục mấy năm nay đều là từ gia đình có ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi cho nên khi tôi và mẹ tôi nói đến việc này hỏi mẹ có nhớ lúc tôi còn nhỏ sẽ là sự việc tài xế để cho bánh xe lọt xuống cống hay không mẹ tôi có còn nhớ hay không cơ bản là không nhớ gì cho nên việc làm cha mẹ của người khác Chỉ sơ suốt một câu nói Một động tác thì đều ảnh hưởng đến bản thân của con cái Mà khi người mẹ thật sự có đức hạnh Thì mỗi bước đi hành động nói năng Đều sinh ra sự ảnh hưởng đến việc giáo hóa Con cái Cho nên đức hạnh Người phụ nữ đặc biệt quan trọng Tiếp đến là ngôn ngôn ngữ của một người mẹ giả như thường xuyên ăn nói rất lớn tiếng thường hay xảy ra xung đột với người khác thường cãi giả với người con cái của họ từ nhỏ đến nhìn thấy người mẹ đanh đá chua ngoa như vậy thì sẽ như thế nào sẽ bị ảnh hưởng thậm chí sẽ cảm thấy không muốn đi cùng với mẹ ra ngoài cảm thấy rất là mất mặt đương nhiên Lời nói của mẹ Nếu như có quá nhiều lời lẽ không hay Khẩu khí quá kém mà nói Thì có thể đứa trẻ này từ khi còn trong bụng mẹ Đã nhận được sự thai giáo không tốt rồi Sau khi sinh ra Là nhận được sự ảnh hưởng từ ngôn ngữ của mẹ Bởi vì con người với nhau trao đổi nhiều nhất là cái gì? Là trao đổi ngôn ngữ Cho nên chúng tôi thường hay nhìn thấy khi đến nhà một người nào đó Mà các thành viên trong gia đình Nói chuyện đều to tiếng Cứ như là hét lên vậy Không biết cái gì bằng hữu Có ai đã gặp qua những gia đình như vậy chưa Hóa thật là Trong một gia đình thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau Người mẹ nói chuyện lớn tiếng Thì con cái nói chuyện cũng lớn tiếng Người mẹ nói chuyện không để mặt người khác Thì có thể con cái Đều đang học theo từng chút một vì thế làm mẹ mà lời nói vô cùng nhu hòa lời nói người mẹ vô cùng khoan dung thì con cái sẽ cảm nhiễm được cái khí chất đó vì thế chúng ta hãy nói là gia phong gia phong gia phong của một gia đình thì người phụ nữ đã chiếm hơn một nửa rồi cho nên nhân tố an định của một gia đình thì người nữ vượt hơn người nam cho nên phụ nữ phải có đức hạnh Phụ nữ phải có lời nói tốt đẹp Tiếp đến là dung Của người phụ nữ Đây là chỉ dung mạo Của người phụ nữ Dung mạo ở đây không phải là nói dáng vẻ Có xinh đẹp hay không Mà quan trọng nhất ở đây là dáng vẻ bên ngoài Có đoan trang hay là không Khiến người khác khi nhìn thấy Thì cảm thấy rất là hiền thục nít na Giả như khi ở nhà Thì chúng ta đều rất lôi thôi Tóc tai cứ rối bù Rất có thể khi Trong bước vào nhà còn giật cả mình Mau mau chạy ra khỏi nhà Cứ tưởng là mình vào nhầm nhà rồi Cho nên khi một người phụ nữ Không chú trọng về bề ngoài Không chú trọng diện mạo hình thức bề ngoài Có thể là người chồng Sau một thời gian Nhìn thấy như vậy Thì họ liền cảm thấy không muốn trở về nhà Nhưng mà ở đây không phải là nói việc Ở trong nhà mà phải trang điểm thành má hồng môi đỏ Không phải là ý nói như vậy Mà chính là khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu Càng nhìn càng quan hỷ Việc này rất quan trọng Với lại không chỉ là Tạo cho người chồng một sự ấn tượng Mà quan trọng hơn Là cho con cái Một tấm gương tốt Chúng lúc nào cũng nhìn thấy người mẹ của mình Đoan trang đến như vậy Đều là có lễ mạo như vậy những đứa trẻ này từ nhỏ nhìn thấy người mẹ là nhiều nhất Bản thân chúng cũng vô cùng xem trọng dáng vẻ của mình Sẽ không đến nỗi lôi thôi Không đến nỗi khiến cho người khác phải xem thường Vì cách ăn mặc của chúng Xem nhẹ chúng Cho nên dung Của người phụ nữ đặc biệt quan trọng Sau cùng là công Chữ công này vào thời xưa Là chỉ những kỹ năng Của người phụ nữ trong gia đình thí dụ như là nữ công vì việc, việc may giá tiêu thùa thậm chí là những khả năng về việc nấu nướng trong gia đình đây là công của người phụ nữ hiện tại thì người phụ nữ có cần thiết đến những năng lực này hay không đương nhiên xã hội đã thay đổi hiện tại mà bạn còn ngồi đó tiêu thùa may giá thì có lẽ cũng không cần thiết lắm bởi vì hiện tại quần áo cũng rất rẻ rất dễ mua nhưng mà người phụ nữ vẫn còn có cần một số năng lực sẽ khiến cho gia đình này thay đổi bầu không khí. Thí dụ như nói người phụ nữ này không biết nấu cơm, mỗi một bữa ăn đều đi ra ngoài ăn. Như vậy thì có được hay không? Đảm bảo là bọn trẻ mới lớp 3 lớp 4 thì thân hình đã như thế nào, có lẽ là phải tham gia vào lớp tập giảm cân rồi, bởi vì việc ăn uống bên ngoài bảo đảm là không cân bằng. Đồ ăn bên ngoài đa số đều là Quá mặn, quá nhiều dầu Cho nên nếu người phụ nữ có những năng lực đó Thì có thể đảm bảo được sức khỏe cho con cái Tiếp đến còn đảm bảo được sức khỏe cho người chồng Chúng tôi có một người bạn Anh có sức khỏe rất cường tráng Trông thấy thì rất tràn đầy tinh thần Mặc dù là anh đã 50 tuổi rồi Anh hay nói sức khỏe của anh là Nắm trong bàn tay vợ của anh anh nói trong mười mấy năm nay vợ anh mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho anh rất phong phú chúng ta nói việc ăn uống thì bữa sáng phải ăn như một hoàng đế bữa trưa thì ăn như một người bình thường bữa tối thì ăn như một người ăn mày quả thật đạo lý nói ở đây là đúng vì sao mà nói bữa tối phải ăn như một người ăn mày vậy Bởi vì nếu bữa tối mà chúng ta ăn quá nhiều Thậm chí là người hiện nay còn có bữa ăn khuya nữa Bữa khuya mà ăn vào những thứ như là thịt, như là dầu mỡ Sau khi ăn vào một, hai giờ đồng hồ Thì họ liền đi ngủ Cái gì bạn ngủ? Khi bạn ngủ rồi thì cơ thể của bạn Có cơ quan nào còn hoạt động không? Cơ quan nào vậy? Chỉ có hai cơ quan là còn hoạt động Thứ nhất đó là cơ quan hô hấp Là phổi của bạn Cơ quan còn lại đó là tim của bạn Đây là cơ quan thuộc về thần kinh Tự khống chế Còn đường ruột thì sẽ nói với bạn Xin lỗi nhé, chúng tôi đóng cửa rồi Ngày mai quay lại Nhưng mà khi bạn ăn thức ăn vào Nó mới trải qua hơn một tiếng đồng hồ Có lẽ là còn đang nằm trong axit dạ dày Sau đó lại không được tiêu hóa Chúng ta bình thường lấy một miếng thịt Cầm trên tay chỉ cần cầm hơn một tiếng đồng hồ Thì nó sẽ bắt đầu có mùi rồi Mà hiện tại chúng ta đem thịt pha vào trong dung dịch axit Và lại phải 60 tiếng đồng hồ sau Thì mới bắt đầu tiêu hóa Vì vậy 67 tiếng đồng hồ này Thì thịt ở trong dạ dày của bạn Sẽ bắt đầu hôi thối, biến chất Mà những độc tố sinh ra này Nó sẽ ngấm vào máu và tuần hoàn khắp cơ thể của bạn vì thế mà rất nhiều người hiện nay Hơi thở có mùi rất nặng Vì sao vậy? Thường ăn uống buổi tối Thì những độc tố này dần dần tích giữ lại Và phát tán ra cả cơ thể Cho nên thói quen ăn uống ban đêm đích thực là Sẽ khiến cho sức khỏe của bạn ngày một xấu đi mà thôi Vì vậy nếu người vợ hiểu được những đạo lý về sức khỏe này người giờ cũng biết được cách điều chỉnh thức ăn như thế nào để cho vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe. Như vậy thì sức khỏe của chồng, sức khỏe của con cái mới có thể đảm bảo được. Chúng ta thường nói sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc. Không có sức khỏe thì đời người cũng không có hạnh phúc nào có thể nói. Khi sức khỏe của người trong gia đình mất đi rồi, cho dù chúng ta có địa vị cao hơn đi nữa Giàu có hơn đi nữa Có lẽ đều sẽ cảm thấy cuộc đời khó mà viên mãn được Chúng ta vừa mới nói đến Đạo làm chồng Phải có nghĩa Đạo làm vợ Phải có đức Kỳ thực người chồng Cũng phải có đức Mà đức và nghĩa là tương dung tương hợp với nhau vì thì chúng ta nghĩ thử xem người chồng thì có cần phải có đức hạnh hay không đương nhiên là cần người chồng có cần ngôn hay không lời nói của người chồng vẫn là tấm gương cho con trẻ nhưng mà người chồng cũng cần phải đoan chánh là tấm gương cho trẻ mà không thể là một người cha mà trong lúc nào cũng đôi thôi lết thích tiếp đến là công của người chồng cái gọi là công này của người đàn ông chính là nói trong gia đình có rất nhiều công việc cần nhiều sức lực thì những người đàn ông phải có thể làm được cũng như là việc phải leo lên cao để sửa bóng đèn những việc này cũng phải học tập cũng phải có những năng lực như vậy không lẽ trong nhà bất kỳ việc nhỏ nhặt nào như vậy mà cũng phải đi thuê người đến để xử lý không chỉ là tốn tiền bạc mà hiện nay thuê gọi người có dễ hay không cũng không dễ cho nên bản thân người làm chồng chúng ta cũng phải ra sức học hỏi những khả năng công việc như vậy trong cuộc sống để tự nâng cao. Vợ chồng có phối hợp với nhau như vậy thì có thể làm được tốt rất nhiều công việc quan trọng ở trong gia đình. Cho nên chúng ta từ những định nghĩa của người xưa về vợ chồng, những giáo huấn đối với người làm vợ làm chồng thì có thể cảm nhận được ông bà ngày xưa rất có tính xem trọng. Đối với đạo nghĩa vợ chồng Ngày hôm trước chúng ta đã nói đến. Trong gia đình thì một sự việc quan trọng nhất chính là giáo dục con cái. Gọi là phải có người nói giỏi. Sự nhận thức này chính là nhận thức chung của gia đình. Cho nên để duy trì một gia đình thì phải xây dựng trên nhận thức chung. Gọi là kiến hòa đồng giải. hôm trước chúng ta cũng đã nhắc đến hai công việc trong gia đình một việc là kinh tế duy trì gia đình một gia đình nhất định phải có thu nhập kinh tế thì mới có thể duy trì cuộc sống và vấn đề giáo dục cho con cái một việc còn lại chính là giáo dục dạy dỗ con cái cho nên mới nói phu phụ hữu biệt khác biệt ở chức trách bổn phận của họ chức trách bổn phận rõ ràng thì có thể tận lực hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành bổn phận như vậy người chồng cũng sẽ cảm nhận được sự dứt giả của người vợ ở nhà cho nên cũng sẽ có ân nghĩa với người vợ hơn chúng tôi thường nói người chồng phải xem người vợ như là ân nhân vậy ân nhân việc gì vậy là ân nhân của việc giúp gia đình dòng tộc được tiếp nối về sau bởi vì việc sinh thành nuôi dưỡng để duy trì tiếp nối cho đời sau này rất vất vả cho nên người chồng phải thường xuyên xem người vợ như là một ân nhân mới đúng tưởng nhớ đến ân nghĩa của người vợ còn người vợ thì cũng biết ơn người chồng đã ra sức để duy trì đời sống kinh tế cho gia đình cho nên giữa vợ chồng đôi bên đều có thể cảm ơn lẫn nhau trân trọng lẫn nhau thì không khí gia đình sẽ rất tốt hôm qua chúng ta cũng đã nói đến nam chủ ngoại nữ chủ nội nhưng mà hiện tại có rất nhiều phụ nữ đều đi làm thậm chí là việc chăm lo cho gia đình cũng không có thời gian tôi nghe nói ở hồng kông thì nữ nhiều hơn nam thậm chí là người chủ quản là nữ cũng nhiều hơn nam chúng ta suy nghĩ thử xem thật sự là người phụ nữ mạnh mẽ giống như đem cả cuộc đời dùng vào việc mưu cầu danh lợi thì cuộc đời của họ có cảm thấy đầy đủ hay chưa việc này đáng để cho chúng ta suy nghĩ Cuộc đời mấy mươi năm đi tới như vậy rồi Mới bắt đầu suy nghĩ xem là có đáng hay không Tục ngữ nói Xưa nay Phú quý đều là mộng Theo đuổi mưu cầu danh lợi Trên thực tế đều là hư huyễn Mà việc giáo dục con cái Thì không thể đợi được Mà khi chúng ta Trong xã hội Bắt đầu có danh có lợi rồi Trong khi con cái lại không được gì vỗ tốt Thì trong tâm của người phụ nữ mạnh mẽ sẽ như thế nào Vẫn là sẽ có sự nuối tiếc rất to lớn Rất nhiều phụ nữ sẽ đói Vì tôi có năng lực tốt như vậy Mà lại bỏ cho uổng phí hay sao Kỳ thực Nếu chúng ta có năng lực tốt như vậy thì không nên tiêu phí vào việc ngu cầu danh lợi chúng ta dùng năng lực đó để dạy dỗ cho tốt con cái đời sau của chúng ta các vị bằng hữu vì sao mà xã hội ngày nay loạn như vậy loạn ở chỗ nào loạn ở chỗ không có người hiền đức xuất hiện loạn ở chỗ xã hội không có tấm gương tốt để đánh thức sự thiện đương ở trong tâm của mỗi một con người Mọi người đều cảm thấy Quả nào mà quả chẳng đen Cho nên lòng người càng ngày Càng đi xuống Giả sử lúc này xuất hiện được một phạm trọng im Hoặc giả lúc này xuất hiện một bành tử Thì không biết sẽ đánh thức lương tri Của biết bao nhiêu người Mà vì sao lại xuất hiện mạnh tử Vì sao lại có những thánh hiện nhân như vậy vào thời xưa nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở đâu họ có được người mẹ tốt người mẹ đã dùng tài năng trí huệ của mình để truyền lại cho con cái chỉ dẫn dạy bảo cho nó những điều nhỏ nhặt nhất cho nên những công việc này không phải là hư huyễn theo đuổi danh lợi là phù dân mà giáo dục con cái là vô lượng công đức bạn mà dạy dỗ tốt đứa con rồi Thì đó sẽ làm ra tấm gương tốt cho xã hội Sẽ tạo phước cho người Thậm chí là khí phách này còn đưa truyền lại Cho con cháu đời sau của nó Còn ảnh hưởng đến nhân loại đời sau Cho nên Giang Sơn Đại Hữu Hiền Nhân Xuất Mà Hiền Nhân quan trọng nhất là phải có người mẹ tốt cho nên việc dạy dỗ con cái tốt thì đích thực là một sự nghiệp lớn nhất là sứ mệnh có giá trị nhất cho nên trong gia đình đều biết được cách phân phối công việc cho tốt được như vậy thì sự trưởng thành của con cái và sự ổn định của gia đình mới có được sự đảm bảo đương nhiên là không thể có những chuyện giấu diếm có một số người vợ năng lực công việc đặc biệt nổi trội mà đúng lúc người chồng lại đặc biệt thích làm công việc nhà thích nấu nướng có hay không vậy có nhưng tỷ lệ không nhiều khi chúng tôi dạy học cho rất nhiều trẻ nhỏ thì đều phát giác rõ ràng những đứa trẻ năm sáu tuổi khi bảo chúng làm việc nhà con trai thì thích làm những công việc nặng nhọc dường như làm cũng rất hăng say con gái thì thích xếp quần áo thích rửa chén cho nên âm dương đều có khác nhau nhưng mà nếu như người chồng của bạn mà xào được một đĩa rau dường nhập nhà cửa sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không có lại có tính nhẫn nại nuôi dạy con cái trưởng thành vì thì các vị có thể thay đổi dây trò cho nhau nhưng mà vẫn không thể bỏ đi một nguyên tắc đó là phân chia bổn phận giết trách như vậy thì việc giáo dục dạy dỗ con cái và duy trì kinh tế gia đình đều có thể đạt được sự ổn định trong việc giáo dục con cái chúng ta vẫn còn phải chú ý một cái trọng điểm đó là vợ chồng và cả người lớn trong gia đình đối với nguyên tắc của việc giáo dục con cái phải nhất trí không thể ba thì dạy thế này mẹ thì dạy thế kia Thậm chí là ông nội Lại một đằng khác Vì thì đứa trẻ biết nghe ai Đến lúc đó thì Nó không biết phải nghe theo ai Giả lại chúng không chỉ không biết phải theo ai Mà chúng từ từ Nắm được việc Khi chúng phạm phải lỗi lầm Thì nên trốn sau lưng của ai Để mà thoát tội Chúng sẽ bắt đầu nắm được vì thế chúng ta thường hay thấy Trẻ con ngày nay rất là thông minh Nhưng mà Sự thông minh đó của chúng Là dùng vào việc gì Dùng vào việc làm thế nào Để có được thứ mà Chúng muốn Nói cho dễ nghe một chút Để cho ông bà mua đồ cho chúng Kiến cho ba mẹ mua đồ cho chúng Dùng vào những lúc chúng phạm lỗi lầm chúng sẽ biết rất rõ là trốn vào lưng của ai thì sẽ khỏi chuyện hiện tượng như vậy thì có nhiều hay không nhiều khi đứa trẻ phạm tội thì nó sẽ nghĩ nó sẽ trốn tránh bằng cách nào vậy thì cuộc đời này của nó sẽ phiền phức rồi cuộc đời của nó sẽ hình thành thói quen lẫn trốn trách nhiệm nó sẽ không đối diện với trách nhiệm để mà sửa chữa lỗi lầm cho nên khi trẻ con có lỗi lầm thì tất cả người lớn trong gia đình Phải có chung một nguyên tắc Tuyệt đối không thể chăm trước Không thể thiên dị Vì này rất là quan trọng Tôi cần nhớ khi tôi còn nhỏ Lúc tôi phạm lỗi Thì mắt của tôi sẽ tìm kiếm Ông nội hay là bà nội của tôi Bởi vì tôi là cháu đích tôn Nên sẽ đặc biệt được thương yêu có điều là lúc này dù ánh mắt tôi có đáng thương đến mấy Thì cũng không có tác dụng gì Ông nội thì nói với tôi Là con đã phạm phải lỗi lầm Con bị phạt là đúng rồi Rồi ông và bà cùng nhau đi lên lầu Lúc đó thì tôi không hiểu gì Cảm thấy ông bà sao mà vô tình quá vậy Hiện nay làm giáo dục thì hiểu được Tuy là ông bà không đọc sách Không biết chữ Nhưng mà họ hiểu cách giáo dục Không có hiểu Khi họ nuôi dạy được bốn người đều tốt nghiệp đại học Trong đó còn một người tốt nghiệp tiến sĩ cho nên đây không phải là việc ngẫu nhiên Vì thế giáo dục con cái Không hẳn là phải dựa vào học lực của bạn Giáo dục con cái Là dựa vào kinh nghiệm và trí huệ Giáo dục của bạn Lúc trước có một bài báo Điều tra trên cả nước Trong nhiều năm Những người thi cử có thành tích Đứng đầu bảng Kết quả sau khi điều tra Thấy không có một người nào mà có mẹ làm giáo sư Rất là thú vị không có một vị thủ khoa nào Có mẹ làm giáo sư Giả lại rất nhiều thủ khoa Trong gia đình đều là nông dân Cha mẹ đều làm việc rất là vất vả Những thủ khoa này từ nhỏ Đều có cuộc sống khốn khó Và cũng rất là cần cù Giúp đỡ cha mẹ Lại rất là hiếu thảo Cho nên sau khi chúng ta xem bài báo này Thì cũng có thể suy luận ra những thủ khoa này khi học hành thì có bị thúc ép hay không động lực của họ ở đâu là ở tâm hiếu của họ ở tâm báo ân của họ động lực của họ tuyệt đối không phải là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số động lực của họ cũng không phải là một chiếc máy vi tính cao cấp cho nên giáo dục cho con cái thật sự là bạn phải giáo dục cho đúng Không phải là học lực của bạn Cũng không phải là tiền bạc của bạn có thể làm được Cho nên Nguyên tắc của giáo dục là Phải nắm cho đúng Phải thống nhất Mỗi lần cha của tôi trách phạt tôi Thì mẹ tôi dù ở bên cạnh Cũng không hề nói xen vào một câu nào Điều này rất quan trọng Hiện nay trong khi rất nhiều người chồng Đang trách phạt con cái Thì người vợ như thế nào thì liền nhúng tay vào Có thể khi đó vẫn còn chưa xử phạt đứa trẻ Thì vợ chồng đã cãi giả nhau rồi Vì rốt cuộc thì đã làm ra tấm gương gì cho con cái đây Cho nên chúng ta giáo dục con cái thì phải thật nhạy bén Phải có lý trí Giờ lúc đó thì mẹ của tôi ở bên cạnh lắng nghe Sau đó thì đầu cứ cúi xuống không ngẩng lên Bởi vì mẹ sợ điều gì Sợ tôi nhìn sang mẹ Mẹ sợ lại cầm lòng không đặng cho nên mẹ cứ lẳng lặng mà nghe Khi tôi lớn lên Tôi liền đem những sự việc thầy thảo luận với mẹ Bởi vì mẹ cũng là một giáo viên Tôi liền đem những giáo dục mà khi tôi còn nhỏ Đã thế hội được này Đem ra chia sẻ với mẹ Mẹ của tôi đã nói với tôi Mẹ nói lúc còn nhỏ Khi ba dạy dỗ tôi Thì bà đều nghĩ tôi còn nhỏ như vậy Thì làm sao mà có thể nghe hiểu được những đạo lý to lớn như vậy chứ nhưng mà tôi nói với mẹ là Tôi đích thực là nghe và hiểu được Các vị phụ huynh Các vị đừng xem thường bọn trẻ cho dù là rất nhiều lời của cha chúng Không hiểu hết thì hoàn toàn Nhưng mà có thể sâu sắc hiểu được khổ tâm Muốn con thành tài của cha Thật sự không phải là thích mắng bạn Từ ngôn ngữ, từ cái ánh mắt Có thể cảm thấy được cái tâm thương yêu đó Của cha đối với chúng Cha tôi thường hay nói một câu nhất là Con phải biết tự ái một chút Phải biết tự ái một chút Mẹ tôi hỏi tôi có hiểu câu này hay không Thật sự là hiểu Thường trong quá trình trưởng thành của tôi Thì câu nói này ngày càng nâng lên Luôn theo Cùng bạn đột phá rất nhiều nghịch cảnh Thậm chí là đột phá rất nhiều sự dụ hoặc Vì thế nguyên tắc giáo dục của hai vợ chồng cho nên nguyên tắc giáo dục của hai vợ chồng thì phải nhất trí khi người vợ cảm thấy người chồng dạy dỗ như vậy là chưa tỏa đáng ngay lúc đó thì không thể nói khi nào thì mới nói sau khi đã xong chuyện và vào lúc riêng tư khi xem thấy tâm trạng của người chồng đã ổn rồi thì mới đi nói chuyện đối với chồng bởi vì cuối cùng thì hai vợ chồng đều có chung một nhận thức đây là gì muốn tốt cho con Vì vì việc này Cũng không thể dội Dục tóc thì bất đạt Chỉ cần bạn có tính nhẫn nại Có cái tâm thành đó Từ từ điều gì có nhận thức chung này Mà có được những Cách làm tốt cùng nhau Vì thế vẫn là phải dựa vào Cái tâm này của chúng ta Để mà giải quyết vấn đề Tiếp đến là trong quá trình vợ chồng dạy bảo con cái Thì cũng phải phối hợp mật thiết Chúng ta nói trong một gia đình Phải có một người đóng dây tốt Một người đóng dây xấu Giả như trong nhà đều đóng dây tốt Thì trẻ con sẽ như thế nào? Mỗi một người đều yêu chiều hết mực đối với chúng Thì đảm bảo là chúng sẽ cửi lên đầu mà thôi Giống như mỗi một người đều đóng dây xấu với chúng Hung dữ nóng nảy thì chúng như thế nào Chúng từ nhỏ thì đã không có lòng tự tin Thậm chí là tình cảm Giữa con cái và cha mẹ sẽ tương đối xa cách Bởi vì chúng quá sợ bạn Cho nên người xưa đã nhấn mạnh Trung dung chi đạo Ở trong gia đình cũng cần phải có thưởng Có phạt, ân chính, là đóng dây tốt Uy chính là đóng dây xấu Phải biết vừa đánh Mà vừa xoa Như vậy thì việc giáo dục cho con cái Mới có được ảnh hưởng tốt Bạn có uy nghiêm Thì chúng mới giữ uy cũ Mới không khinh xuất Bạn có ban ơn cho chúng Thì tình cảm của chúng với bạn sẽ tốt hơn Vì chúng ta xem một chút Ai thích hợp đóng dây ác Ai thích hợp đóng dây tốt Hiện tại Tôi dựa vào ví dụ của chính bản thân tôi Anh rể của tôi Công việc rất bận rộn Chị của tôi thường hay đưa đứa cháu của tôi về nhà tôi chơi vào lúc đó thì tôi đổi thành đóng dây phản diện Chị để đóng dây người tốt Tôi và đứa cháu này cũng rất lạ Từ nhỏ đến bây giờ Tôi đều không hề cười qua đối với đó các vị chắc sẽ khó tưởng tượng được bởi vì năm đầu tiên tôi đi dạy học lần đầu tiên thể hiện việc trừng mắt nổi giận với học trò sau khi giáo huấn với chúng xong tôi đi xuống lầu các đồng nghiệp trong trường đều nhìn tôi họ hỏi tôi có biết nổi giận hay sao họ đều không tin có cần nổi giận hay không cần chứ bạn mà không nổi giận thì có lỗi với học trò khi bạn cần giáo huấn chúng mà bạn không giáo huấn thì bạn đã không làm tròn bổn phận rồi nhưng mà người làm giáo viên phải nên luyện tập những khi nổi giận thì bề ngoài nổi giận bên trong thì không giờ những lúc tôi giáo huấn học trò của mình mắng đến nỗi tôi còn rơi cả nước mắt không phải giận đến ứa nước mắt mà cảm thấy tiết khí chính trực lẫm liệt đối với ngôn từ của mình tự mình bị chính mình làm cảm động rơi nước mắt vì thế đích thực là khi chúng ta Trách phạt bọn trẻ Khi giáo huấn chúng Thì trong nội tâm vẫn là yêu thương chúng Chứ không phải là Đang nở trận lôi đình Đứa cháu Sau khi sinh ra Đến ngày hôm sau Thì về nhà chúng tôi ở Thế là khi tôi đến xem nó Thấy đôi mắt của nó Cứ nhìn tới nhìn lui Tôi xem thấy Một đứa trẻ mới hai ngày tuổi Mà mắt đã ngó tới ngó lui Thì đứa trẻ này bẩm sinh rất thông minh Người quá thông minh Thì thông minh quá dễ bị thông minh hại Chỉ cần không có ai trị được nó Thì vì sao nó sẽ là người ngang ngược nhất đời Cho nên tôi vừa nhìn thấy đôi mắt của nó ngó tới ngó lui Thì gương mặt tôi liền nghiêm túc trở lại từ đó về sao thì không có tư cười gì đó nữa tôi cần nhớ khi nó được một hai tuổi thường xuyên có rất nhiều người thân bạn bè đến thăm nó người lớn gì nhìn thấy nó thì bắt đầu đùa giỡn với nó trong lúc đùa giỡn như vậy đùa một hồi thì không đùa nữa họ thường hay nói một câu rốt cuộc là tôi đang chơi với nó hay là nó đang đùa chơi với tôi vậy bạn xem đứa trẻ này thông minh cỡ nào mà người thông minh thì tính khí cũng rất xấu vì sao vậy bởi vì họ cảm thấy sự việc dễ dàng như vậy Mà bạn cũng không biết làm Thì dễ dàng nhìn thấy người khác không vừa ý Cho nên tính khí đặc biệt không tốt Tính khí xấu đến mức độ nào vậy Có một lần phạm lỗi La khóc quấy phá tôi tôi cũng mặc kệ nó Liền bế nó bỏ lên chiếc xe đôi Lúc đó nó khoảng chừng 2 tuổi Bỏ lên xe đôi nó vẫn cứ quấy khóc tay chân dùng dĩ Kết quả là chiếc xe đôi lật ngã Đầu của nó cắm xuống đất Bế nó lên thì bị thầy một lần ngang môi Máu chảy ra Tính khí có xấu hay không? Xấu Tính khí xấu nó là Nó sai Giờ lúc này thì bạn có thể mềm lòng hay không? Nơi dạy con cái thì phải có lý trí Chỉ có tôi không thay đổi sắc mặt Chỉ là lấy đồ để cầm máu cho đó Khi chị tôi đang cầm máu thì tôi đột nhiên nghĩ đến việc lúc người giết heo thì heo rất đau đớn bởi vì tiếng khóc của đứa cháu tôi không khác gì tiếng gào thét của con heo nó gào khóc đinh tai nhức óc hét rất to bởi vì ngày xưa gần nhà tôi có một cái lò heo mỗi lần người ta giết mổ heo thì âm thanh thật khủng khiếp rất thê thảm tiếng la khóc của cháu tôi cũng không khác gì cho nên khi tính khí nổi cáo như vậy thì phải làm như thế nào đối diện với tính giận dỗi của con cái như vậy thì bạn nhất định phải cho chúng thấy được một cái thái độ hết sức quan trọng chính là nói với chúng việc giận dỗi đó tuyệt đối không giải quyết được vấn đề gì người lớn tuyệt đối không chấp nhận sự uy hiếp đó của chúng nhất định phải cho chúng cảm nhận được sự vô cùng kiên định này có một lần chúng tôi cùng nhau ăn cơm lúc đó là ngày mùng 1 tết khi ăn cơm thì nó cầm lấy đầu của chiếc đũa. Cầm lấy đầu đũa thì chiếc đũa đó đã bị dơ rồi, thì tôi nắm lấy tay của nó kéo ra. Tôi nói: "A à, Dĩ à, đũa phải cầm như thế này thì mới sạch được. Nếu không vi khuẩn từ trên tay của con sẽ dính vào đầu đũa." Nó nhìn tôi làm. Tôi chuyển tay nó xuống dưới. Nó lại cầm lên lại. Sau đó lại nhìn tôi, nó đang khiêu chiến với tôi. Thế là tôi lại từ từ chậm rãi và nói với nó: "Phải cầm lên trên nếu không đũa sẽ bị dơ." cậu phải nghe lời cậu đang dạy con mà nó lại vẫn làm như vậy đến ba lần giờ lúc này thì tôi làm như thế nào không thể nói là thôi đi thôi đi tùy ý nó đi gì được hay sao giờ lúc đó thì tôi không nói một câu nào liền bế bổng nó lên đi vào phòng của tôi chỉ có tôi thì vẫn cứ điềm nhiên tiếp tục việc ăn cơm của mình mẹ tôi thì chịu không được bạn xem người làm bà ngoại bà nội thì không kìm lòng được Mẹ tôi nói hôm nay là mùng một Tết đừng có đánh đứa nhỏ Có cần phải đánh hay không? Có cần xử phạt hay không? Mùng một Tết thì không được xử phạt à Lý nào như vậy chứ Bạn gì mùng một Tết thì không xử phạt Thì chúng sẽ biết được vào lúc nào đó mà phạm lỗi thì chúng sẽ tránh được bị phạt vì thế khi vừa bế vào trong phòng Thì nó liền khóc to lên Bắt đầu khóc lóc nó dùng tiếng khóc lóc để làm gì Để cầu cứu diện binh Nhưng mà tôi đã lập tức Khiến tất cả diện binh của nó đều không đuổi kịp Đưa đến phòng của tôi là hay nhất Khóa cửa lại rồi Có kêu trời trời cũng không nghe Kêu đất đất cũng không biết Thế là nó vẫn cứ khóc Tôi cảm thấy trẻ con quá thật là Không thấy quan tài thì không có đổ lệ Thật là tính khí quá xấu Chúng ta nói một người khi phẫn nộ thì thật sự là sẽ mất đi hết lý trí cho nên trong tiếng trung quốc chúng ta nhìn thấy chữ nộ này viết như thế nào phía trên của chữ là chữ nô của nô lệ phía dưới là chữ tâm người nổi cáo tính khí không tốt thì tâm của người đó thành nô lệ của tính khí xấu tính khí xấu bảo họ đi đến đâu thì nhất định sẽ đi đến đâu tính khí bảo họ đi đến tây thì nhất định sẽ đi đến tây hoàn toàn không thể tự làm chủ được chính mình cho nên bạn phải xem người có tính khí nóng nảy thì thường hay làm ra những sự việc mà bản thân sẽ vô cùng hối hận đứa bé vẫn tiếp tục khóc tôi nói con mà khóc càng to thì cậu sẽ phạt con càng nặng hơn tiếp đến ánh mắt của bạn nhìn nó không chỉ là phải đánh mà mắt còn phải nhìn thẳng nó đương nhiên vẫn còn cái gì đó không làm tổn thương đến nó chỉ là dùng cái khí thế đó để mà nhiếp giữ lấy cơn giận dữ của nó Dường như là đánh hai ba cái thì nó biết việc đó là khó nên liền từ bỏ Từ từ không còn dám khóc nữa Biết được tôi là rất nghiêm túc như đó Kết quả là Tôi sau khi xử phạt nó Thì nó cũng dần dần không còn hung hăng càng quấy nữa Nó không càng quấy nữa Tôi lại không phải là người thích trừng phạt con nít Rồi dần dần tôi cũng không còn làm giữ với nó nữa Không khí bắt đầu dịu trở lại Bắt đầu giáo huấn đối với nó Bắt đầu nói với nó kết quả là bởi vì lúc ban đầu rất là căng thẳng vì nói chuyện chỉ là sau đó khi bắt đầu từ từ nói với nó thì bắt đầu buông lỏng mà khi buông lỏng như vậy thì nó cũng tiểu luôn ra quần tiểu ước cả quần bởi vì lúc đầu thì rất là căng thẳng sau đó thì tôi mới từ từ mà nói chuyện với nó nó mới buông lỏng người thế là tiểu ra quần luôn Tôi đánh nó được ba lần Thì hai lần tiểu ra quần Giả lại còn tiểu ngay trên giường của tôi Đúng là ác Thì có ác báo Sau khi dạy bảo nó như vậy xong Thì nó liền biết được Không thể dùng cáo giận càng quấy Để quy hiếp người lớn Khi tôi trừng phạt nó xong Tôi bước ra ngoài Sau khi bước ra ngoài Thì chị của tôi liền bước vào cho nên vở kịch dạy dỗ con cái này Cần phải có sự phối hợp tốt Thì mới có được hiệu quả Chỉ có tôi lập tức bước vào Và cầm lấy cây roi Khi bước vào trẻ con bởi vì Vừa mới bị xử phạt xong nên bắt đầu làm nũng Lên đòi chị tôi bế nó Chị của tôi thì đẩy nó ra Con vừa mới phạm lỗi ở chỗ nào từ nói nghe xem Sau đó thì đứa trẻ lại Lại nhào người tới Chị của tôi rất là kiên trì đều giữ nó trở lại vừa mới nãy con sai chỗ nào tự nói mẹ nghe đi nhất định phải để cho nó biết là nó sai ở chỗ nào chứ tình hình không phải chỉ dừng ở chỗ xử phạt mà thôi phải khiến cho nó thật sự nhìn thấy được chính mình sai ở chỗ nào vì sao mà lại làm ra việc như vậy sau khi nó nói xong vẫn chưa xong còn phải đi ra xin lỗi cậu nữa phải kết thúc công việc một cách tốt đẹp thì cả một quá trình dạy dỗ như vậy mới gọi là viên mãn Cho nên nó còn phải đi đến trước mặt tôi để mà xin lỗi Sau khi xử phạt vào ngày mùng 1 Tết Ngày mùng 2 Tết thì Tôi sắp xếp đưa cha mẹ tôi Và cả cháu đi leo núi Kết quả trong quá trình leo núi đó Tôi thì đi phía trước Đứa cháu của tôi Chạy đến nắm lấy tay tôi Tôi còn chưa hết giận Thì nó đã coi như không có chuyện gì rồi Cho nên trẻ con Chúng không để hận ở trong lòng Chúng rất rõ ràng Việc ai sai Chính mình sai Chứ chẳng qua chỉ là không khống chế được tính khí gàn bướng của mình mà thôi Cho nên khi chúng không đúng bằng xử phạt chúng Thì chúng sẽ tôn kính bạn từ trong đáy lòng Cho nên Nó sợ tôi nhất Cho nên vì sao Chỉ cần có mặt tôi Thì nó rất là có quy củ Sau khi ăn xong còn cho tôi kiểm tra Cậu ơi con ăn xong rồi Vì thế trong gia đình nhất định phải có một góc độ Để cho chúng kính nể Chính là đóng dây xấu Con cái sẽ hiểu được Là phải giữ quy củ Cho nên nghĩ lại vào lúc Chúng tôi còn nhỏ Cha tôi mà mắng chúng tôi chuyện gì Khi hành vi cử chỉ của chúng tôi Không được quy củ cho lắm Thì cha tôi chỉ cần nhìn qua tôi Thì chúng tôi liền biết được Phải thúc liễm trở lại thôi Vì vậy giữa dây xấu và dây tốt trong nhà Cần phải phối hợp cho tốt hiện nay thì người nam đều không đóng dây xấu đều thích đóng dây tốt vì sao vậy chúng ta truy cứu xem nguyên nhân ở đâu bởi vì hiện nay rất nhiều người cha quá bận rộn sau khi trở nên bận rộn thì tâm không bình tĩnh trở lại để chăm sóc con cái thế là cảm thấy có chút gì đó ái nái vì vậy mỗi khi Đi đâu về thường mua đồ chơi cho chúng Đứa trẻ mới đầu thì nói Cảm ơn ba nhiều Lấy đồ chơi mà chơi Dần dần vì sao thì cũng chạy ra miệng Vẫn nó cảm ơn ba Nhưng mắt thì không còn nhìn người cha nữa Chỉ nhìn vào đồ chơi Vì thấy người cha ở trong mắt đứa con Chính là có cầu có ứng Không có sự uy nghiêm của cha nữa Vì thế mà trẻ con hiện nay không thể kiểm soát được chúng Vì là dây xấu cũng không đóng Ai đóng gì? Người vợ phải đóng. Người vợ vừa đóng dây xấu vừa phải đóng dây tốt. Bởi vì người mẹ thì vốn là thương yêu con mà, là thiên tính mà, cho nên thường hay tỉ mỉ quan tâm con cái. Cho nên có lúc lại là rất giận dữ, có lúc lại đột nhiên rất quan tâm chúng, bỗng chốc thành dây xấu, bỗng chốc lại thành dây tốt. Cho nên hiện nay người nữ có một căn bệnh rất là nghiêm trọng gọi là mất cân bằng nội tiết tố bởi vì thường hay như vậy họ thực sự là mệt chết đi được áp lực rất là lớn bởi vì vậy chúng ta là chồng phải nhìn thấy được những mong mỏi của người vợ vì khía cạnh dạy dỗ con cái thì cũng phải nơi phối hợp cho tốt khi cần phải hung dữ với bọn trẻ khi cần phải dạy cho bọn trẻ những quy phạm thì người làm cha như chúng ta phải là người đi trước được rồi tiết học hôm nay chỉ đến đây thôi cảm ơn mọi người